Chiều ngày 8 tháng 9 năm 2021, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 53 theo hình thức trực tuyến đã khai mạc dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế thứ hai Brunei Darussalam, Ngài Mot Amin Liu Abdullah và sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lim Hoi. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã chia sẻ thông tin và cập nhật tình hình triển khai các biện pháp đối phó với dịch bệnh COVID-19, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chung của cộng đồng kinh tế ASEAN trong công tác phòng chống dịch bệnh cũng như triển khai các biện pháp thực hiện khung phục hồi tổng thể ASEAN. Các bộ trưởng đã thông qua lộ trình Bada Seri Bagawan về chuyển đổi số trong ASEAN để đẩy nhanh phục hồi kinh tế ASEAN và hội nhập kinh tế số. Các bộ trưởng cũng trao đổi và ghi nhận tình hình thực hiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Brunei, nước chủ tịch ASEAN năm 2021, thảo luận về các kế hoạch, chương trình hành động dài hạn của ASEAN hướng đến phát triển kinh tế bền vững trong khu vực. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận nhằm thống nhất quan điểm nội bộ về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN và các đối tác đối thoại như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Nga, Canada, Vương quốc Anh cũng như việc thực thi và đàm phán nâng cấp các hiệp định thương mại tự do hiện hành giữa ASEAN và các nước đối tác, tiến độ phê duyệt hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP với mục tiêu đưa hiệp định đi vào thực thi vào đầu năm 2022. Các bộ trưởng cũng trao đổi và ghi nhận tình hình thảo luận của nhóm đặc trách về các điều khoản hiệu lực trong các hiệp định kinh tế ASEAN. Tham gia thảo luận tại hội nghị, Việt Nam đã đóng góp ý kiến tích cực đối với vấn đề hợp tác kinh tế nội khối ASEAN như kế hoạch giả soát hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ATIGA, tăng cường xử lý các hàng rào phi thuế quan ở các nước ASEAN và các biện pháp tạo thuận lợi thương mại nhằm thúc đẩy thương mại nội khối, đồng thời đưa ra các kiến nghị về định hướng hợp tác kinh tế giữa ASEAN với các đối tác ngoại khối trong thời gian tới nhằm đảm bảo đem lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp Việt Nam và ASEAN, góp phần vào quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.